Giao lưu bên em một số chậu gốm hàng chất lượng, hàng xịn sò bên em. Bên em vô cây để trưng bày vào dịp Tết Nguyên Đán nha. Đây là mẫu lục giác, khá là đẹp bên em. Mẫu này men rất đẹp nha, men xịn, chung là hàng nét, hàng chất lượng. Giao lưu của em ta sưu tầm những cái chậu này, chúng ta vào cây ta trưng bày. Rồi mẫu này lục giác có cái chiều cao là 28 nha, chiều cao 28, và cái đường kính lục giác phủ bì là 33, phủ bì 33 và lọt lòng là 25.5. Men rất đẹp luôn em. Những cái này chúng ta, những cái mẫu chậu kiểu này chúng ta vồn những cái cây dáng đổ, dáng hiền, hay chúng ta trồng lan kiếm chúng ta chơi rất là đẹp, rất xịn sò. Rồi cái mẫu này giao lưu của anh em giá là 470 bao ship, 470 bao ship. Rồi một cái mẫu hàng Trung Quốc, hàng nhập khẩu rất là xịn sò. Đây là chúng ta trưng bày, của anh em trưng bày những cái cây bonsai mini, những cái mẫu như này, vuông như này, chúng ta trưng bày những cái cây vàng nhân, những cây dân bay sẽ rất là đẹp, hàng xịn sò nha, hàng Trung Quốc nha của anh em, hàng nhập khẩu. Rồi cái mẫu này thì nó có chiều cao là 13.5 nha, và cái chiều rộng theo cái phần chân là 23 và trên miệng là 20. Và mẫu này thì nó phủ bì là 20 đúng không? Và lọt lòng là 16 anh em, lọt lòng 16. Đây là cái hàng Trung Quốc nha, hạt nhập khẩu có mọc lò của anh em, có mọc lò, hàng xịn nha của anh em, hàng xịn nha. Những mẫu này chúng ta trưng bày bonsai xa nó rất đẹp, trưng bày những cái cây mini nó sẽ tôn cái giá trị của cây lên. Rồi cái mẫu này là 750 bao ship, 750k bao ship nha quý anh em. Những cái hàng này nó khá là cao tiền nha, nó là hàng chất lượng nhập khẩu trực tiếp, 750 bao ship. Rồi một mẫu chữ nhật, một mẫu chữ nhật của hàng nhập khẩu Trung Quốc nha, hàng nhập khẩu em của đi, chỗ này rất là đẹp. Những cái mẫu này chúng ta trưng bày những cái cây bonsai mini, chúng ta trưng bày vào dịp Tết thì nó sẽ rất là ok luôn. Rồi cái mẫu này thì cái thông số của nó là đo theo cái kích thước lớn nhất là 30 nha, và kích thước tại vị trí này nó là 27.5, và chiều cao của nó là 10 nha, chiều cao 10 phân. Chiều ngang tại vị trí này là 22 và trên này là 19.5. Rồi lọt lông đo kích thước là trên đây là 20-28 này của này, và ngang là 19 nha, và lọt lông là 15 và 12-13. Chiều cao lọt lòng là 10 là 7 phân nha, 7,5 phân. Mẫu này giao lưu của anh em giá 650 bao ship, 650 bao ship. Của anh em lưu ý những cái mặt hàng này thì nó khá là nhập khẩu, nó khá là cao tiền nha, hàng chất lượng và cái giá bán thì nó cũng không có lời nhiều những của anh em. Bán chậu thì bao ship cho của anh em rồi. Cho nên không có lời nhiều. Rồi 650 bao ship. Rồi một cái khay oval hàng cũng nhập khẩu của Trung Quốc. Khay này đất nung, hàng đất nung, cái khay khá đẹp nha. Đây này của anh em ta trưng bày vào những cái cây dáng tàng đa hay cây dáng trực nó sẽ rất là ok, rất đẹp. Tàng đa hay những cây cụm rừng. Rồi cái
Cây này thì chiều cao của cây nó là 8,5 nha. Oval 40 và ngang của nó là 30, lọt lòng là 36, lọt lòng là 12-16 và chiều cao lọt lòng là 5,5 nha. Khe này 800 bao ship. Khe này giá lô của này giá 800 bao ship. Khe này đã không lỗ rồi nè. Khe này là hàng Đắk Nông, hàng Trung Quốc rất là đẹp của nè. Xét nét nha. 800 bao ship.